Kim á, cái bàn Kim hai á, tôi cũng vậy luôn á, nhưng mà còn chết 90. Nếu cũng được chết 90 ta. Ai mà ngu chết 90 nhỉ? Thôi lúc ấy tôi sai read lúc ấy phải gì? Ông không sai read ở gameplay của Việt Nam à? Thật là xấu hổ cho cộng đồng VDVN. Tôi biết là tôi chết ở đó được mấy chục lần luôn. Tương tự Inego. Nữa tôi sẽ làm mì rồi ăn, tại vì why not. Cái con fusion gì nó dài ấy. Xong rồi cái độ khó thì không, cái độ khó gameplay thì không quá khó đối với tôi, nhưng mà vấn đề là nó dài. Thế nên nó rất là underrated. Chứ nó mà không dài tôi đã chơi rồi. À, hiện tại tôi đang practice con đấy đây. Nè, mới có đến 40% mà gần 150 ở tem rồi này. Tha đầu quá. Ôi, 150 ở tem rồi. Mới có 42. Này khó thế. Chùi lỗ ai, đủ mẹ, mình ngu thế. Ok, tôi biết được quyết lây rồi. Chờ khi tôi chết, tôi. Ok, ông lại luôn xem okay. Break too early một phát này, là ông ngu rồi. Ok, ok. Ok, 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 easy. Easy đúng không? Easy à. Nhưng mà tao cũng hơi bị tốt, tao có 45 anh em à. Đấy, tôi mới bảo là dễ đúng không mà gì. Fuck, biết kết đoạn này như nào? Bác à? Phải bác, what the fuck?